Đây là chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Trà My kính chào quý vị. Bộ cuối của phim Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần phần 2 đã chấm dứt loạt phim kể lại câu chuyện về Harry Potter và thế giới của cậu bé phù thủy nổi tiếng. Hàng ngàn fan hâm mộ khắp nơi trên thế giới đang đổ xô tới các rạp chiếu phim để nói lời từ giã với Harry Potter trong các tác phẩm của tác giả J.K. Rowling, người Anh. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh về bộ phim ăn khách này. Let's finish this the way we started. Together. Bộ phim Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần phần 2 thuật lại cuộc chiến cuối cùng của Harry Potter với Voldemort, kẻ gian ác nhất trong tất cả các tay phù thủy. Harry Potter, the boy who lived. Bộ phim cuối cùng này là một câu chuyện có nhịp độ nhanh, có những màn xảo thuật điện ảnh độc đáo và có một kịch bản mang đầy cảm xúc. Bộ phim đã thu hút được mọi người trên hành tinh. Hàng tỷ người đã đọc các tập sách về Harry Potter và đã quyết định theo dõi cuộc hành trình cuối cùng của Harry Potter trên màn hình lớn, sử dụng kỹ thuật 3 chiều. Bộ phim ra mắt đầu tiên ở London, 8.000 người đổ vào quảng trường Trafalgar để chào đón các nhân vật được mô tả bởi các diễn viên mà họ yêu quý. Các diễn viên này đã có mặt để chào đón khán giả lần cuối cùng. J.K. Rowling, tác giả của Harry Potter, cảm ơn các diễn viên. Họ không thể biết được là tôi quý mến họ biết là dừng nào và họ đã đóng góp như thế nào cho các nhân vật yêu của tôi. Tôi chỉ biết cảm ơn họ về tài năng cũng như sự tận tụy làm việc của họ. Tham gia bộ phim cũng là một cuộc hành trình đầy cảm xúc cho những người làm sống lại các nhân vật của tác giả, ví dụ như diễn viên Emma Watson thủ vai Hermione. Nói chung thì tôi cảm thấy rất nhiều cảm xúc, nhưng tôi cũng thấy vui mừng khi bắt đầu lật qua chương kế tiếp của cuộc đời. Nhưng rõ ràng là tôi thực sự cảm thấy buồn và tiếc nuối khi biết rằng bộ phim đây là bộ phim cuối cùng, bởi vì nó chiếm một phần rất lớn trong đời tôi. Không phải chỉ có một mình cô mới có cảm xúc đó, cả một thế hệ theo dõi những nhân vật này lớn lên, những người trẻ trên toàn thế giới cùng lớn lên với những nhân vật này. Tại một buổi chiếu ra mắt ở thủ đô Washington của Mỹ, hàng trăm người hâm mộ nóng lòng xếp hàng để xem chương trình cuối cùng của nhà ảo thuật trẻ tuổi. Họ đã đưa ra những nhận xét nội tâm về những gì đã biết về Harry Potter. Thật kỳ lạ, vì tôi xem thời thơ ấu của tôi kết thúc cùng với bộ phim. Chắc chắn tôi cảm thấy thiếu vì không còn được chờ xem những cuốn sách và các bộ phim kế tiếp nữa. Câu chuyện đã mang tôi đến một thế giới khác, một thế giới thật tuyệt vời. Đối với tôi, điều đó là điều hấp dẫn nhất khi biết rằng có một điều gì đó thật đẹp để mà tưởng tượng. Tôi nghĩ rằng câu chuyện đã hoàn toàn chiếm được trái tim của tôi. Các bậc cha mẹ cũng tiếc nuối. Tôi buồn vui lẫn lộn. Đối với các con tôi, đây là thời thơ ấu của chúng và bây giờ thì câu chuyện đã kết thúc. Đây là bộ sách hay nhất đã được xuất bản. Bao nhiêu là trẻ em đã trở nên ham đọc sách nhờ đã đọc truyện Harry Potter. Nicholas Flamel is the only known maker of the Sorcerer's Stone. The what? Oh, honestly, don't you two read? Bộ phim đầu tiên của đạo diễn Chris Columbus phát hành vào năm 2001. It was just after 9/11. Lúc đó là ngay sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Tôi còn nhớ là đạo diễn Chris đã phát biểu Harry Potter ra mắt thật là đúng lúc, khi mà người ta cần có một lối thoát, cần tin vào phép thuật và một điều gì đó to lớn hơn. Các chủ đề về tình yêu, đức tin và lòng trung thành đã được thấy rõ nơi Harry Potter và được nhấn mạnh trong bộ phim cuối cùng. Phát biểu trước khi bức màn được khép lại, Daniel Radcliffe, hóa thân của Harry Potter trong những năm vừa qua, gửi một lời nhắn cho các fan của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ không ngừng trong những năm qua. Tôi hy vọng các bạn hài lòng với những bộ phim. Tôi nghĩ rằng các fan của Harry Potter đều có sự tò mò và trí tưởng tượng. Và vậy, tôi mong bây giờ các bạn sẽ đi vào thế giới để làm những điều phi thường với nó. Một lời nhắn đến từ một thuật sĩ đặc biệt cho chúng ta tin tưởng rằng tất cả mọi thứ đều có thể làm được và không bao giờ được từ bỏ đấu tranh. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chúng tôi có những video phóng sự thời sự được cập nhật thường xuyên mỗi ngày để chia sẻ thông tin đến quý thính giả, khán giả ở khắp nơi trên thế giới tại địa chỉ voatiengviet.com. Nếu không truy cập được vào trang web này, mời quý vị dùng đường dẫn 2233-2233.com hoặc vn3000.com, tức là viết tắt của Việt Nam 3000.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.